Này là học cái cha cha móc tay ha. Thì cái bát của nó với là cái móc á, là lúc nào cũng vậy. Cái bát là cái dây bát của âm đó, và cái dây mà để mình móc á, là dây một ha. Chẳng hạn như la đó thì là 5-1 ví dụ vậy. Hoặc là lép lép lên dây hai cũng được, ok ha. Nói chung là mình sẽ dùng cái ví dụ mà cái dây bass nó mình sẽ dùng là ngón cái, còn mà cái móc đó mình sẽ dùng là cái ngón trỏ. Bây giờ mình móc lẹ, mình móc mạnh lên thì càng tốt, để cho đi hai dây luôn ha. Đó thì mới tập á thì mình móc vậy thôi, nhưng mà móc quen móc cho nó cho lép lên hai dây luôn nó hay hơn chút ha. Đó, còn nếu mà rê á, xuống rê thì nó sẽ là 4-1, đúng không? Đi một lượt 2 dây. Đó, còn mi thì mi mình 6-1, mi pha son nó đều là dây 6 hết ha. Còn mà cái đô trưởng á nó cũng là dây 5, đúng chưa? Đó, cái cú pháp của nó là nó vô nè, mới vô là mình sẽ là móc, đúng không nè, móc chập, móc móc chập, móc thì cái chập thì mình thì con hiểu rồi đúng không, ngón cái ha, ngón cái mà làm sao làm, miễn sao mà nó nghe được cái âm để nó ngắt lại đó. Thì nếu tại mình chơi tay nó sẽ đơn giản, mình chơi phím nó khác đó. Thì bây giờ mình hôm nay học tay thì mình nói tay chưa à, thì mình phải vừa đờn mình phải vừa hát nó mới đều cái nhịp được, thấy không? Móc chập, móc móc chập, chuyển 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 chập, móc móc chập, chuyển. Thì muốn mà cho nó liền nhịp như vậy á là cái tay trái của mình á, khi mình chỉ hợp âm là mình phải chỉ cho nó lẹ, khi mình hát tới chữ chuyển á là đồng thời là cái tay mình nó đã xuống rồi, thì thằng tay phải nó mới đợi tiếp được. Còn nếu như mà con chuyển chậm á thì cái tay phải nó phải chờ, không mà chẳng hạn như vậy nè, nó phải chờ nè, móc chập, móc móc chập, chuyển, đúng không? Thì bây giờ mình tạo hình mà cái này mình chưa xong thì thằng này tay phải nè nó phải đợi thôi. Còn bây giờ mình phải mạnh dạn lên là mình cứ bốc nguyên một cái tổ hợp như vậy nè, ba ngón đi, mình sẽ đưa nó thẳng xuống như vậy luôn nha, đưa thẳng nó xuống như vậy luôn chứ không do dự. Rồi như vậy á thì hợp âm sau này mình mới chuyển và mình hát được ha. Ví dụ vậy nè, bốc một cái mình dục xuống à, móc chập, móc móc chập và chuyển, đúng không? Đã nói chỉ chuyển rồi là hợp âm nó phải xuống một cái rù, và cái này là phải đó, thấy chưa nè, móc chập, móc móc chập, chuyển chập, móc móc chập, chuyển. Cho dù bây giờ mình có chuyển kịp hay không cũng phải gắng chịu tập riết từ từ là nó phải được thôi. Cái này nè, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Không phải riêng cái điệu này mà điệu nào cũng vậy, tất cả điệu gì cũng vậy, nhưng có cái điệu này nó khó hơn những cái điệu khác. Như mình học như là chẳng hạn như ballad, cái thể loại ballad, slow rock, không căn bản khi mình chuyển á, mà mình chuyển xuống cùng với bass rồi mình mới sắp hợp âm vào mình móc, đúng không? Thì nó sẽ đỡ áp lực hơn, thấy không? Vậy nè, slow rock đi nè, đó mình đánh bass rồi bắt đầu mình móc tiếp thì nó sẽ đỡ. Còn cái này á nó không cho phép mình giống như mấy điệu khác, nó đi là đi nguyên một cái hợp âm xuống luôn,
nó đâu có không, đúng không? Đây nè, thấy không? Đó. Chập móc, móc chập, chuyển, chập móc, móc chập, chuyển, chập móc, móc chập, chuyển. Đó, như vậy nó mới liền giữa hai cái móc. Nó từ từ thôi. Chứ không phải là móc, chập móc, móc chập, chuyển, không phải. Thấy không? Mình phải hát thì con mới đờn được, thấy không? Nè. Móc, chập móc, móc chập rồi chuyển, chập móc, móc chập rồi chuyển, đúng chưa? Nó phải liền, có nghĩa mà lại hát thì sau này mình vô và hát bình đờn nó cũng y chang vậy đó. Đó, đó. Bất cứ ví dụ cô chơi thể loại nhạc nào cũng vậy hết. Đó, chẳng hạn như là nhạc Hoa, lời Việt hay là nhạc cái gì đó, miễn sao mà tiết tấu giai điệu nó giống như vậy là con ráp vô là đúng, thấy không? Thiên đăng biển văn minh không lang thang người ta, đó nó rất là nhiều, không? Chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa, trời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sầu lạnh buốt đêm trường. Đó, mình phải liên lạc như vậy. Rồi khi mình hát, mình rap tất cả luôn, bài nào là mình cũng rap vô hết, thấy không? Đó, thấy không? Mạnh dạn lên, tempo mình đẩy cho nó hơi lẹ hơn chút xíu, cha cha mà. Cái kiểu này á, là đánh là có nghĩa là nó, thầy chỉ á, là nó lặn phách á, bỏ bớt phách đó, đánh như vậy nó mới hay đó, không cần phải quýnh đủ đó. Lên nè, cái đó xuống nè, một cục nè, đưa nó xuống một cục luôn. Còn mà mình nhát á là mình cứ bị như vậy hoài. Còn nếu mà cha cha quýnh phím nó là nó sẽ trình diễn theo một kiểu khác, phím nó sẽ trình diễn theo một kiểu khác, thấy không? Ví dụ như nè, đây là căn bản á. Không, có nghĩa là thấy không, giữa phím và tay là hai cái nó khác xa, nó không có giống đó, không có giống gì hết trơn á. Nói chung là chơi tay là dễ nhất ha. Bây giờ mình phải, hôm nay mình phải hoàn tất là làm sao, là mình phải hiểu được cái điệu này, để nữa là đi qua bên về Úc mình mới có thời gian mình tập được, hiểu thôi chứ không cần phải là bắt buộc là phải, nó phải hoàn thiện ngay cái lúc này, mà hiểu để nhớ để tập cho nó đúng, ok không? Đó, tại qua đó biết hỏi ai, đúng chưa? Đó, phải cố gắng nghe không? Rồi vậy thôi.